Hải Sa Pa và Huấn Hoa Hồng ai nhiều tiền hơn? Hết so sánh Huấn Hoa Hồng với Khoa Vu, giờ lại chuyển sang Hải Sa Pa. Ui thôi, Hải Sa Pa này cũng lại cũng phong bạt lốt, cùng theo cái kiểu của Huấn. Huấn với Hải đến phong bạt gần ngang nhau. Chỉ có Khoa Vu nó là thực tế, tiền hay không nhìn vào thực tế công việc, kênh của nó, rồi cách nó thức nó chơi, nó ăn tiêu. Chứ còn Khoa Bu với cả quên Huấn với cả Hải Sa Pa thì cũng đều phong bạt các sự kiện toàn thuê cái này thuê cái kia, lạ cái gì ông ngoại Sa Pa. Hải Sa Pa chắc tài sản chỉ tầm 15 tỷ quay đầu chứ lấy đâu ra mà hàng trăm nghìn tỷ. Huấn thế thôi, Huấn thì tài sản cân nhanh chắc ba bốn chục tỷ, không có nhiều tiền mà Khoa Bu đâu nhá. Khoa Bu nó mới đẳng cấp. Mình là rất quý Khoa Bu, con người nó không khoe mé ai là không, mà đặc biệt là rất hiểu biết, có bao giờ khoe khoang gì đâu. Mấy ông kia toàn hình thức marketing khoe khoang.